Xin chào mọi người, trước tiên xin phép xưng hô là mình cho nó gần gũi ạ. Không biết các bạn gái khi nghe bài viết này có gặp trường hợp giống mình không, nhưng điều này khiến mình cảm thấy không vui từ rất lâu rồi. Đó là có một số thành phần con trai ở ngoài đường, cứ thấy con gái nhà người ta đi qua là lại hú hú lên em ơi các kiểu, rồi cười phá lên như là làm như mình hài hước lắm á. Bá ơi, vô duyên mà tưởng mình hài hước. Mình có một bà chị họ nhỏ hơn một tuổi, chị cũng là người có ngoại hình khá xinh xắn. Mình và chị chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Chị là một người thích chụp ảnh nên hay rủ mình đi đây đi đó để chụp, vì mình là một người chụp ảnh cũng gọi là đẹp. Bà chị mình như kiểu nam châm hút trai đó trời. Mỗi lần mà đi ra ngoài đường với chị là y như rằng là bị trêu. Có thể chị mình không quan tâm, nhưng mình là một đứa nhớ dai nên mấy ổng đó mình nghiêm cả đời. Hôm đó là một ngày đẹp trời, sau khi chụp ảnh xong thì chị em mình quyết định là sẽ đi lượn một vài vòng rồi về. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mà không có hai ông con trai từ đâu lòi ra trêu làm mình sốc tâm lý. Lúc đó chị mình đang ngồi đằng sau xem ảnh, mình cũng không biết là bà đang chụp ảnh đằng sau. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe máy, nó thuộc dạng xe tay ga, còn của hãng nào thì mình không rõ, nó đi sát vào xe mình. Ban đầu mình tưởng người quen, rồi tự nhiên có tiếng nói to làm mình giật mình quay lại. Hai người con trai đang trêu bọn mình, nói là cái gì mà ôi xin thế các thứ rồi chạy vèo đi. Mình lúc đó trong đầu đơ luôn đó, sợ hãi nữa. Mình hoảng, còn chị mình thì cười. Mấy người đó thì còn đỡ, chứ có lần mình với bả đi qua gầm cầu đang cười ha hả, thì có cái ông câu cá nào ở dưới nhìn thấy gọi vọng lên: mấy em xin gái ơi đi câu cá với anh không. Trong khi đó nhìn ổng có khi gần bằng tuổi chú mình, mà lại nói ra câu đó với một đứa có khi nhỏ hơn cả chục tuổi. Cái câu như vậy làm mình cảm thấy sa mạc lời luôn. Xong cái chị mình còn cận lên đi chậm, để nhìn xong cái mình mới nói: má ơi đi nhanh lên, không là bị kéo xuống làm mồi cho cá ăn bây giờ. Lúc hai chị em mình đi thì ổng vẫn còn nói với theo: chạy từ từ thôi hai em ơi, khéo không ngã vào lòng anh đấy. Kèm theo đó là tiếng cười, nghe nổi hết cả da gà da vịt lên đó mọi người. Nếu mà kể hết thì dài lắm, nên mình sẽ dừng lại ở đây. Và mình có một vài lời cuối cùng muốn nói. Cái này mình không có nói tất cả con trai, thì con trai cũng có người this, người that. Nhưng mà mong rằng mấy người đó đừng có ra đường mà trêu chọc con gái người ta nữa. Ở nhà luôn đi cho đỡ hãm. Mình là người sống nội tâm, ít khi ra ngoài chơi, mà mỗi khi ra ngoài lại gặp các thành phần như vậy khiến mình mất hứng luôn. Thế nên mong mấy anh con trai ra đường đừng có hú gái nữa, không ngầu miếng nào đâu ạ. Chỉ cảm thấy xàm thôi. Mong mấy người biết được cái ranh giới giữa sự hài hước và vô duyên. Mình biết nếu bài này đăng lên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình bức xúc lắm rồi, mình lên đây kể lể vậy. Mong mọi người hiểu cho. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.